cùng Doric ghé thăm công trình và lắng nghe tâm sự của khách hàng sau khi sử dụng mặt đá nhân tạo cao cấp Tesla Quark nhé. Mình là một người yêu ẩm thực ấy, nên là thường ngày mình dành khá là nhiều thời gian trong căn bếp. Vậy nên là khi hoàn thiện nhà, mình quan tâm rất nhiều đến không gian bếp, thiết bị bếp, đặc biệt ý là mặt đá bàn bếp. Mình nghĩ là nó rất quan trọng ấy, tại vì căn nhà cũ trước kia của mình ấy dùng mặt đá loại rẻ tiền thôi, cho nên là nó thấm ố rồi là ám mùi, nói chung là kinh khủng. Mặc dù mình cũng chăm chốt với lại bỏ rất là nhiều công sức để lau dọn rồi đấy. Nhiều khi nấu ăn xong ấy anh đã mệt rồi, nghĩ đến cái việc dọn dẹp nó chán chẳng muốn làm gì nữa. Nên là nhà mới lần này ấy, mình quyết tâm nhất định phải tìm hiểu kỹ trước khi làm mặt đá. Và chỉ sau khoảng 5 phút lướt kênh YouTube của Doric thôi nhá, mình và ông xã đã quyết định chọn các bạn để làm việc luôn. Kiểu mình thấy đúng là chuyên gia về đá lên rồi ấy. Và đúng là kiến thức về đá thì nó rất là rộng. Nếu không để từng mình mày mò thì chắc là mất rất là nhiều thời gian. Mà thế nào cũng chọn sai không. Trước khi mà chọn hai cái mã đá cát la ấy thì ấn tượng đầu tiên của mình là nó đẹp. Thì tất nhiên là phải đẹp cái đã đúng không? Sau giờ tìm hiểu sâu ấy thì mình bị choáng luôn bởi vì cái chất lượng của nó, nào là sản xuất bằng công nghệ hiện đại nhất thế giới này, đạt rất là nhiều chứng chỉ quốc tế, rồi xuất khẩu đến các nước lớn và khó tính ấy, kháng khuẩn, an toàn với sức khỏe này. Và nhất là nó được bảo hành 18 năm nên là mình rất là yên tâm. Và sau một tháng sử dụng ấy thì mình thấy sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng luôn. Sướng thực sự luôn ấy. Sau khi nấu ăn có bẩn hay là bừa bộn như thế nào đi nữa thì chỉ cần lau nhẹ một cái là nó sạch bóng rồi. Mà các bạn tư vấn cho mình ấy, kiểu chỗ âm như này mình dùng thích cực luôn ấy. Dạ, rất sạch và tiện đúng không chị? Đúng rồi, mình rất là ưng. Dạ. Nói chung bạn bè người thân đến ấy, ai cũng thích, ai cũng hỏi bởi vì nó nổi quá mà. Và chỉ chưa đến 20 triệu cho tất cả cái khu đá này thì mình thấy là nó quá rẻ và quá xứng đáng. Dạ, em cảm ơn chị đã tin tưởng ủng hộ Doric. Trong quá trình sử dụng có bất cứ vấn đề gì thì chị hãy liên hệ bên em. Doric sẽ đồng hành với gia đình mình trong suốt 8 năm tới ạ. Và nếu có cơ hội thì em rất là mong chị giới thiệu người thân và bạn bè biết đến bên em. Nhất định rồi, mình cảm ơn tất cả các anh em Doric. Chúc các bạn ngày một thành công và phát triển nhiều hơn nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Doric, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đá cao cấp.